Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Hoàng Thanh ha. Hôm nay thì mình lại lên Đồng Nai ở đây các bạn, ở chỗ hợp tác xã chạy dúi don trồng móc có địa chỉ là Bình Minh Trảng Bơm Đồng Nai, để mà hôm nay thì đến đây để mà quay cho người cùng xem cái con don ha. Ở video đợt trước thì mình có quay cái con trồng móc á, mà cái con don với cái con dúi thì mình chưa có quay. Bởi vì hôm nay đến đây để mà quay cái con don cho người cùng xem, với thêm cái nữa là hỏi các anh chủ về cái cách nuôi don và chia sẻ kinh nghiệm như thế nào để cho bà con nếu mà có nuôi và chuẩn bị nuôi thì xem video và tham khảo qua ha. Giờ thì đi vô phía bên trong ha. Bên trong này rộng dữ lắm luôn các bạn ơi. Cơ sở ở chỗ này thì rộng tới là 2000 m² lận ha. Ôi, bữa hổm thì mình có đi lên đây để cho mọi người cùng xem cái con chồn móc rồi đó. Hôm nay lên đây cho mọi người cùng xem cái con dúi. Ồ lộn, cái con don chứ. Cái con don nhìn nó lạ lắm các bạn. Cái mình như con nhím mà cái đầu như con chuột vậy đó. Ít à. Rộng thoáng mát sạch sẽ như ngày nào ha. Con chào chú Dũng, con mới lên chú Dũng ơi. Dạ. Hôm nay con lên đây cho mọi người cùng xem cái con don. Ủa cái con don là cái con nào đây chú Dũng? Con này hả? Tất cả toàn bộ ở đây là chuồng trại này là con don mình nuôi nhốt hết ở trong những cái chuồng này đây. Con don ở đây là bao nhiêu con với chú? Hiện tại là bao nhiêu con vậy? Đây tổng đàn ở đây thì nó có 600-700 con thôi. 600-700 con là có con nào là mang thai hay là chuẩn bị đẻ cho chú? Đây nó có một số thì mình đã ghép đôi rồi. Dạ. Thì như những cái con nào ở những cái chuồng này nó đã được đóng rồi. Dạ. Rồi là mình mai mai mình chỉ cần tách nó ra thôi để cho nó sinh. À, ủa là cái con này là đã chuẩn bị là nó phối giống rồi, nó chuẩn bị là giống, nó đã sinh sản được một nứa, đây là nó vào chuẩn bị cái nứa thứ hai của mình. Ồ, còn nhìn cái lông nó giống như là cái con nhím vậy ta. Cái lông nó đầm. Con này thì nó là họ nhà nhím. Dạ. Ai không biết thì người ta bảo nó nhím, con này nó khác biệt con nhím, là con này nó có cái đuôi. Nó có cái đuôi dài ra ha. Đuôi dài và cái đầu của nó như khác, nó giống đầu con chuột. Như con chuột. Cái con này hiền dữ không? Con này nói chung là nó cũng hiền đó, hàng ngày mình cứ chăn dắt bình thường này thì nó có thể nói yên tĩnh thì mình ôm sách thoải mái. Dạ. Hai con gì ổ gì rồi mình sao mình biết mình phân biệt con đực con hay là con cái hay chú Dũng à? À con đực con cái thì mình nhìn là mình phân biệt nó ở cái thú luôn. Như bọn anh chuyên môn thì anh sẽ nhìn cái này anh biết đó. Dạ. Ví dụ như đây là cái con này là con cái. Dạ. Còn con kia là con đực đó, thì mình nhìn mình biết. Khi nó sinh sản thì mình cứ làm cái hộp mình cho chuồng như thế này. Dạ. Để tự con cái nó chui vào nó sinh con luôn ở trong cái ô chuồng này. À vậy là mình không phải chăm sóc gì hết. Khi nào mà nó mang thai thì chú Dũng làm cái hộp này cho nó chui vô trong này nó đẻ vậy hả? Đúng rồi. Giống như cái tổ vậy hả chú Dũng à? Đúng rồi, đúng rồi. Ồ, bởi vì con này nó ở ngoài tự nhiên thì nó cũng sống ngoài đàn, nó sống ở hang ở hốc trên núi đá nhiều thì nó hay dùng cái hang hốc đấy để nó sinh sản. Cái con này nó xuất xứ ấy. Cái con này nó xuất xứ từ đâu vậy chú Dũng? Con này nó xuất xứ từ ngoài Bắc. Dạ. Từ ngoài Bắc nước mình. Ở trên gần núi đó ha. Đúng rồi, ở khu vực Tây Bắc là nó nhiều nhất. Ủa con cũng tìm hiểu qua là chú Dũng có một cái cơ sở ở ngoài miền ngoài đó, mà sao chú Dũng không phát triển ngoài mà chú Dũng lại đem cho miền Nam rồi phát triển ở trong này chú Dũng? Nói chung là mình cũng phát triển con này được gần 20 năm rồi, mình phát triển con này là từ ngoài Bắc trước. Dạ. Mình đã thành công, mình cũng ngoài đó thì mình cũng có một vài cái trang trại rồi. Dạ. Thế khi bà con ở phía Nam này thì người ta cũng tìm hiểu về cái này, người ta đi ra. Dạ. Người ta tham quan và đi lại thì bà con nó cũng vất vả. Cái số lượng thì người ta mua nó cũng lúc đầu nó không được nhiều á. Dạ. Bà con đi lại thì nó cũng khó khăn. Dạ. Thì lúc đó mình mới nghiên cứu thì mình mới di chuyển lại cái trang trại của mình vào trong này thì nếu mình thì có 3 con vật nuôi chính. Dạ. Là con don này, cái con chủ lực nhất, và con chồn mốc, với lại cái con dúi của con dúi mốc đại của Trung Quốc. Con dúi ha. Đúng rồi. Vậy là ở trang trại của mình là có 3 thể loại là con chồn móc, con don và con dúi ha chú Dũng. Đúng rồi. Như mấy cái con don này là mình nuôi là cái lợi nhuận kinh tế nó cao như cái con chồn không chú Dũng? Cái con này thì nó cũng sấp xỉ cái con chồn mốc, bởi vì cái giá trị của con này nó cũng mang lại rất chi là cao. Dạ. Cái giá thương phẩm của cái con don này như bên trang trại mình đang xuất ra ngoài thị trường nó đang từ 2,1 triệu 2,2 triệu 1 kg. 2,1 triệu 2,2 triệu 1 kg thịt hay chú Dũng? Vậy là nó cũng giống như là nó ngang nhau hay chú Dũng? Con chồn mốc thì nó cao hơn một chút. Mốc của nó 2,4 triệu 2,5 triệu. Dạ, mà cái cách nuôi nó dễ giống như cái con chồn không chú Dũng? Con don con chồn này thì nó cùng một cái phân khúc nuôi, nó cùng ăn cháo. Còn cái con don này thì nó lại ăn tạp hơn cái con chồn một chút, là nó ăn các loại rau củ quả. À dạ. Các loại hoa quả nó ăn hết, nhưng mà cái loại rau củ quả nó đều ăn, củ sắn, củ mì là nó ăn hết. Dạ. Quả bí, quả ngô rồi, nói chung là con này các loại rau củ quả, hoa quả nó ăn hết. Như nó cái ăn hơn cái con chồn mốc. Như cái con này là mình nuôi là mình lưu ý cái gì ta? Nó có cần mình lưu ý cái gì không chú Dũng? Tại vì này thì nó có cái lưu ý duy nhất là khi người mới nuôi. Dạ. Mình cũng nên tìm hiểu kỹ. Thứ nhất là nó vào cái mùa nóng thì mình con này nó thì mình phải khắc phục cái mùa nắng cho nó, là vì cái chuồng trại là mình nếu cái nhiệt độ nó cao của trên 33 34 độ đó. Nó phái cái đó, nó phái mát ha. Đúng rồi, nó phái mát hơn. Dạ. Thì mình phải dùng cái chống nóng, mình dùng cái vòi phun sương. Đúng rồi, nãy con đi vô trong này có thấy không? Đúng rồi. Có thấy chú Dũng thiết kế mấy cái phun sương giống hết trơn luôn nè. Thì mình làm cho cái nhiệt độ nó giảm bớt xuống thì nó sẽ thích nghi tốt. Là cái phun sương này là mình phun liên tục luôn hay sao hả chú Dũng? Chung là nó chỉ vào cái tầm trưa với tầm chiều mà khi nó nhiệt độ nó còn cao khoảng quá 33 34 độ thì bắt đầu mình mới dùng đến nó thôi. Dạ, còn nếu mà ban đêm mát thì thôi ha chú Dũng. Đúng rồi, chiều tối đến nó mát thì có thể là bắt đầu mình tắt đi rồi. Và cái vấn đề nữa là cái thức ăn thì cái con này nó ăn rất chi là tạp. Thế nhưng mà ngược lại mình không nên tận dụng quá, là vì cái đồ hoa quả hay rau củ quả mà nó có cái chất bảo quản hoặc là nó như là thuốc sâu đồ ha, mà nó hoặc nó bị dập nát quá. Dạ. Thì mình nên mình bỏ, mình không cho nó ăn, bởi vì nó ăn nó sẽ sinh ra cái đường ruột của nó bị bệnh hay chú Dũng? Nó sẽ bị bệnh. Vậy là con nếu mà tính ra thì cái con này nó nuôi nó cũng na ná như cái con chồn móc hay chú Dũng à? Đúng rồi, con này thì mình bảo là nó cái chồn móc thì nó cùng một cái phân khúc ăn mà nó giống nhau. Dạ. Thì mình đều phải có những cái để mình lưu ý nhất. Ủa, hai cái con này là chú Dũng đang cho nó phối giống nhau giờ chú Dũng? Đúng rồi, những con này là con này thì nó cũng sắp sửa đến cái tuổi đi giống, con này gọi là trang trại gọi là con hậu bị. Dạ. Con này nó mới được khoảng 7-8 tháng thôi. Dạ. Con này nó vào khoảng 3 tháng, hơn 3 tháng để bắt đầu nó mới đến chu kỳ đi giống. Như bình thường mà nếu mà mấy con mà trồng giống mà chú Dũng bán mà để cho mấy người khác nuôi lại đó, là hiện tại giá là bao nhiêu một con hả chú Dũng à? Cái con chồn thì nó mình phân ra nó làm 4 cái mức giá. Dạ. Ví dụ như con chồn thì loại 3 tháng thì bên mình đang bán ra ngoài thị trường là 15 triệu một đôi. 15 triệu một cặp là đực cái đó hả chú Dũng? Cái còn 5 tháng là 20 triệu. Dạ. Hậu bị là 25 triệu. Hậu bị là chuẩn bị sinh, chuẩn bị đi giống, chuẩn bị đi giống. Còn con bố mẹ đã sinh sản rồi là 35 triệu. À, bố mẹ nó mắc hơn ha ta? Tại vì là bố mẹ nó đẻ rồi thì lần sau nó dễ đẻ hơn hay sao chú Dũng? Nó thứ nhất là nó được bảo an toàn, là tức là 100% về sinh sản. Khi nó đã sinh sản ở trang trại rồi. Những con nào mà nó sinh sản kém hoặc là nó không đạt được cái tiêu chuẩn thì mình loại ra để mình làm thương phẩm. Dạ. Cái con giòn này thì cái mức giá của nó thì nó thấp hơn con chồn một chút. Dạ. Là con giòn là cái con 3 tháng rồi mình bán ra là 8 triệu một cặp. Dạ. Và 5 tháng là 12 triệu. Còn con hậu bị là 16 triệu một cặp. Như bố mẹ sinh sản rồi. Như đang là 22 triệu. Dạ. Như người ta mua là mình có bảo hành về sinh sản không ta? Ha, chú Dũng. Sinh sản thì bên anh thì chỉ có thứ nhất là những cái con bố mẹ mà đã trưởng thành sinh sản rồi. Mấy con mà đã đẻ qua một lứa đó ha. Đúng chú Dũng. Thì mình sẽ bảo hành về sinh sản cho bà con trong vòng 2 năm đầu. 2 năm đầu. 2 năm đầu là mình bảo hành. Đúng. Ủa, mình bảo hành sao ra là kiểu như là lần sau nếu mà nó không đẻ hay là nó đẻ? Nó không đẻ hoặc là nó đẻ dưới 2 con. Là đẻ dưới 2 con. Nên là ok. Nếu mà đẻ dưới 2 con là chú Dũng đổi 1 lại 1 hả? Đúng rồi. Dạ. Ôi ôi, vậy là nói chung vậy là cũng quá tuyệt vời, mình cũng đâu có lo lắng gì đâu ta. Nói chung là bà con thì trước khi vào chăn nuôi cái con này á, thì mình chỉ cần yêu cầu là mình khi đến tham quan này, thứ hai là mình học nắm chắc được cái kỹ thuật chăn nuôi. Dạ. Và ghép đôi thì bà con hãy nên bắt con giống. Còn cái khi về bà con mà chăn nuôi có thành công á, thì bên mình sẽ có cái hợp đồng là bao tiêu với bà con, bao tiêu sản phẩm đó ha. Lúc bà con đã bắt cái con giống của bên mình về thì mình sẽ ký cái hợp đồng bao tiêu với bà con trong vòng 5 năm đầu. 5 năm đầu là mình bao tiêu hay chú Dũng? Đúng rồi. Rồi sau khi mà hết 5 năm đó thì sẽ làm sao hả ta? Là mình lại theo cái giá thị trường mình lại thỏa thuận tiếp, mình ký tiếp từ 5 năm. Dạ, vậy là nếu như bà con nuôi thì cũng khỏi lo cái đầu ra hay chú Dũng à? Đúng rồi. Còn mấy cái con này là bình thường chú Dũng cho nó ăn gì nè, con chưa thấy nó có đồ ăn. Thì nó hồi sáng thì mình cho ăn rồi, mình cũng cho ăn các loại hoa quả như quả chuối hoặc quả bí, các thứ mình cho nó ăn rồi. Thì bây giờ là nó vào tầm chiều như này thì gần tối. Thì mình chăn như các cái máng nhựa này ở trong chuồng đấy. Những cái máng này thì buổi chiều mình chăn cho mỗi con nó khoảng nửa cái chén cháo thôi. Chén cháo nè, ổ nó ăn cháo trắng rồi hả? Cháo thì có thể là mình vẫn bổ sung thêm cái chất dinh dưỡng như là cá hoặc là cái gà công nghiệp cái thứ đấy. Mình nấu lên cho cái con chồn của mình ăn thì có thể mình cũng bổ sung thêm cho con này nó ăn. Dạ. Ồ, cái con này nó ngủ phè cánh sụ cái tai luôn. Ban ngày là nó ngủ. Ban đêm nó thức hả chú Dũng à? Nó thức rồi, nó thức rồi. Với cái mũi đấy kìa. Ồ mấy con này bắt ra được không chú Dũng? Bắt thử con lên trên á. Chú Dũng bắt thử con lên trên cho coi thử chú Dũng. Cái lông nó đâm đau dữ không ta? À, chú Dũng đi bắt con ra cho nó quậy đồ chơi coi. Như mấy con này là cái phần nó thải xuống đây, còn bao lâu mình mới cần vệ sinh một lần hả chú Dũng? Nói chung là nó với tầm từ 1 tháng đến 1,5 tháng thì có thể là mình mới xử lý ha. Xử lý một lần. Ồ, nó cắn không chú Dũng? Nó cắn không? Ồ, kìa chú Dũng giơ lên giùm con á. Ôi ôi nó bự kìa. Cái con ơi, cái con này khoảng nhiêu ký vậy chú Dũng? Con này thì nó trên 3 kg. Trên 3 kg hả? Con này. Đây là con cái nữa. Có cái ấy rồi. À nó có bộ phận sinh dục. Ôi ôi cái lông nó phùng ra kìa như con chuột vậy ta. Con này nó hiền, nếu bình thường mình không làm phiền nó nhiều mà không bị ồn thì nó cũng lành. À. Ôi ôi. Để mình bắt thì chú Dũng để lên trên này cho nó bò chút xíu chú Dũng. Ấp trà. Cái lông nó chắc không rụng đâu ha ta. Không, nó thoải mái. Ôi cái lông nó. Nhưng nếu mà cái con mà nó lớn hết cỡ mà để mà mình bán ra thị trường á là nó tầm khoảng bao nhiêu ký hả chú Dũng? Nếu con thương phẩm thì nó thường từ 5 kg đến 6 kg. 5 kg đến 6 kg. Là hết cỡ của nó rồi. Là cái con này là chưa ha. Con này chưa, con này vì nó mới sinh sản một nửa thì cái con sinh sản thì mình đã ép cái trọng lượng nó lại. Thì dạ. Con này nó chỉ mới là khoảng trên 3 kg thôi, 3,5 kg dạ. Thôi. Ồ thì con này thì nó mới sinh được có một nửa. Nó mới sinh con lứa ha ta. Ở đây chú Dũng có con không? Con có ở trong kia, bởi vì khu này thì nó là cái khu mình tách ra chủ yếu là những cái con giống nó vừa tách con ra rồi. Dạ. Khi ra đây mà có những cái đôi mà mình ghép ra, ghép giống ở cái khu ngoài này. Dạ. Mà bà con mà bắt, ví dụ có những cái đôi mà nó bị mang bầu mà nó lớn quá thì dạ. Mình không cho vận chuyển đi thì có những con có thể là nó vẫn sinh sản ở tại đây. Dạ. Như mấy con này nó có vấn đề là trùng huyết thống với nó giống như cái con trồn không chứ? Nó gọi là trùng huyết, nhưng mà thực ra cái con này cái gen ngoài tự nhiên thì nó tương đối là tốt. Dạ. Khi mình chỉ cần tách chéo nó ra thì nó không vấn đề gì. À, nhưng mà lúc đó thì nói chung khi mà chú Dũng mà có người nào mua thì chú Dũng sẽ tư vấn về cái phần đó hết trơn ha. Đúng rồi, cái đấy thì mình đã ghép chéo ngay từ cái khi mình, tách con nó ra rồi. Mình tách cái da phả nó ra hết trơn hả chú Dũng? Ngủ như con chuột vậy trời. Như ở trong này thì nó có mấy con ra đây nó bụng mà bầu nó to thì khi bà con bắt là mình không có vận chuyển nên nó sinh luôn ở tại ngoài này. Dạ. Nó thực ra thì nếu bình thường thì là mình cũng hạn chế, nhưng mà có thể là tôi anh em ngày hôm nay ưu tiên vào né qua một cái. Tại khi mấy con mà nó chuẩn bị đẻ thì nó sinh rồi đấy. Dạ. Ồ mình khi sinh là mình phải tắn bao nó kỹ vậy ha chú Dũng. Đó, con của nó đó. Đó. Đó, nhìn thấy con non chưa? Con thấy à. Kìa trống kìa. Con này đẻ được bao nhiêu con ha chú Dũng ha? Con này vừa rồi nó được 3 con. Vừa 3 con ha. Ủa là khi mà nó sinh ra như thế này thì nó để tự cho nó chăm sóc hết trơn luôn chứ mình đâu con có... mẹ nó chăm sóc rồi chứ mình không phải chăm sóc. Thì hàng ngày mình cho thức ăn vào. Dạ. Đấy nó tầm như con nó bắt đầu chạy nhảy như này thì có thể là mình người có thể vào thăm được rồi, nhưng mà còn cái lúc mà con nó còn đỏ đấy thì mình nên hạn chế, mình không nên cho người vào thăm. Ủa lý do tại sao hả chú Dũng hả? Thì cái con này nó cũng nhát như cái con mèo con nước á. À. Khi người thăm nhiều thì nó sẽ sợ, nó sẽ cắp con nó ra ngoài. À giống như là con thì nó cắn kìa trời ơi là nó cắn đứt luôn không chú Dũng? Không, nó dọa luôn chứ không. À kiểu như là nó thấy ai mà xâm nhập cái ẩu của nó thì nó sẽ là bảo vệ con, nó gấp con đi chỗ khác ha. Nó gấp con, nó giấu, nó sẽ sinh ra chảy máu. Kiểu như là nó cắn con, nó gấp đi á, giống như là con này con mèo. Dạ. Ôi, nó nằm kìa. Bao lâu thì nó sẽ được bự như thế này ha chú Dũng? Con này thì nó rơi vào khoảng độ nửa tháng rồi. Nửa tháng là nó sẽ đạt cái tiêu chuẩn như thế này. Nhưng nếu mà 45 ngày có thể là bắt đầu mình tách mẹ nó ra rồi. Nếu mà mình nuôi thịt thì là từ lúc mà sinh nở như thế này là bao lâu thì mình gả thịt được ta? Nó khoảng sắp xỉ 1 năm, từ 10 tháng đến 1 năm có thể là bắt đầu mình xuất ra ngoài thị trường mình là bán thịt được đó ha. Đúng. Dạ. Ừ. Như mấy cái con cái này là mình nuôi để cho nó sinh sản thì là nó cứ sinh sản hoài luôn hay là nó có giới hạn của nó là bao nhiêu năm nó mới? Giới hạn vùng đời của nó, như cái con chồn, con don này như mình đã làm là năm nay 16, 17 năm rồi thì những cái con nếu bắt đầu vào sinh sản kém thì nó tầm từ 12, 13 năm thì bắt đầu nó có biểu hiện, thi thoảng nó có con nó kém đi. Giống như là nó đã tới tuổi già lại đó. Già, như có con nó đạt 15, 16 năm thì nó mới hết cái tuổi sinh sản. Già. Còn cái con đực thì vô tư hay sao chú Dũng? Con đực thì nó cũng đến cái tầm tuổi đấy thì nó già, khi mình đã thấy cái con cái mà nó đã kém rồi thì mình cũng nên thay cả cái con đực đi. À dạ, như lúc mà nó tuổi mà kém đó, già đó thì mình đưa nó qua bên thương phẩm luôn ha hả chú Dũng? Thì mình đưa ra mình cân bán thương phẩm thôi, mình bổ béo cho nó lên. Dạ. Mình cho nó béo thì có thể là bắt đầu mình bán thương phẩm. Đây, ở đây cho mọi người cùng xem là nó ngủ phè cánh hết trơn luôn các bạn, nó dễ nuôi dữ ha. Nó ngủ ban ngày ban đêm nó thức. Ban ngày mà mình không nằm thuyền nữa thì nó sẽ. Dạ, nó nằm nó ngủ nè. Ôi, rảnh phao câu luôn. Có cần tắm rửa gì cho nó không hả chú Dũng? Con này thì đặc biệt lại không phải tắm rửa. Khỏi phải tắm rửa. Không cần dùng nước. Dạ. Cái chăn nuôi con này thì lưu ý nhất là về cái vấn đề kỹ thuật, chính nó là cái khâu thức ăn. Thức ăn là quan trọng nhất ha. Chuẩn bị cho nó, thứ nhất là nó phải được sạch sẽ. Dạ. Tuy nó ăn tạp nhưng mà mình cũng phải dùng, không nên cho ăn những cái thức ăn ôi thiêu. Dạ. Và những cái thức ăn mà nó có bảo quản như vừa mình nói đấy. Thì dạ. Gần như trong quá trình ăn nuôi thì mình không phải gặp về cái vấn đề khó khăn gì về cái vấn đề bệnh tật. Thì cái con này nó bị thì nó bị theo từng cá thể thôi. Dạ. Chứ nó không bị theo những dịch bệnh bày đàn như con vật khác. Như chú Dũng đã nuôi mấy con này đã mười mấy năm rồi, chú Dũng có gặp cái gì mà khó khăn mà lúc mà chú chuẩn bị, mà lúc mà chú đầu tiên làm đó là chú gặp cái gì khó nhất rồi chú Dũng? Nó gặp về cái vấn đề khó nhất cái khâu ban đầu thì cũng chỉ là cái vấn đề về ghép đôi. Ghép đôi ha, nhưng mà thực ra cái biểu hiện ghép đôi của nó ban đầu từ ngày xưa thì mình mới thì mình kinh nghiệm thôi. Dạ. Mấy cũng không hỏi mà cũng không có những cái trang trại lớn như bây giờ để mình học hỏi đâu. Đúng rồi. Để tự mình mày mò, thì khi mình nên đồng bào dân tộc đấy mình chăn nuôi thì mình hỏi người ta. Dạ. Thì người ta mới nói ra là những cái cách biểu hiện của nó đi giống. Dạ. Nếu mà mình không nắm vững được cái đấy thì có thể là nó bị trượt qua mấy cái nứa đó. Dạ. Thì mình mất đi một vài tháng. Dạ. Thì nó cũng rất chi là tiếc. À, kiểu giống như nó tới lúc mà lên giống mà mình không biết cách rồi nó sẽ qua nó cái lúc mà lên giống rồi mình phải đợi thêm nữa ha. Ồ, nó cắn luôn này trời. Cái con này mà cho nó đi vượt ngục con thì nó sẽ giữ. Cái này giờ mày con này cho nó đi vượt ngục, nó cắn ra kìa, nó cắn kìa. Ôi, nó mạnh ghê ta. Mấy con này con nghĩ là chắc đề kháng nó cao dữ lắm hả chú Dũng? Con này thì đáng mình cũng nói là gần như nó không có vấn đề bệnh tật, cái đề kháng nó rất chi là tốt. Dạ. Tại nó sống ở vùng hoang dã không? Ôi ôi, trời kìa. Như mấy con này là nó thích mát nhưng mà mấy chỗ nóng thì sao chú Dũng? Chỗ nóng thì đấy mình cũng bảo là mình phải dùng ví dụ như là cái vòi phun sương. Dạ. Để mình làm giảm nhiệt độ đi. Dạ. Hoặc là mình dùng những cái quạt, mình buổi trưa nó nóng quá mình cũng phải quạt cho nó. Kiểu như là mình giữ ở cái mức độ là tầm khoảng bao nhiêu ha. Còn nếu mà ở những cái khu vực mà người ta nuôi nhưng mà nó quá lạnh thì sao? Cái con này đặc biệt cái khí hậu lạnh thì nó lại không vấn đề gì. Ồ, nó lại thích ha. Như ở ngoài Bắc nhà mình có lúc nó xuống chỉ có 2-3 độ thôi. Dạ. Thế nhưng mà cái nhiệt độ rét thì nó lại không ảnh hưởng gì đến con nuôi, kể cả con chồn, con don này nó lại không ảnh hưởng. Nó chỉ là không chịu nóng rồi thôi. Nó chỉ có nhiệt độ nóng cao quá thì nó sẽ sinh ra là nó sẽ bị ảnh hưởng con giống của mình, có thể là nó sẽ ăn kém này. Hoặc là nó thở thì nó sẽ ảnh hưởng con giống. Dạ. Chứ còn khi mà nó đủ cái nhiệt độ để nó làm mát cho nó thì nó phát triển rất tốt. Đấy, nhìn như những con này nó rất chi là béo. Ồ, nó cắn rồi, ôi ôi, xích dây sắt này nó cắn. Nó kiếm kìa, nó cắn kìa. Ồ ơi, nó mạnh ghê ha chú Dũng ha. Những con này nó đang biểu hiện chắc là nó đòi giống. Nó đòi lên giống ha chú Dũng. Rồi, chuẩn bị vườn đực. Ủa, con này con đực hay con cái ha chú Dũng? Con này con cái. Con cái ha. Con cái mà làm thấy ghê tài. Cái bởi vì nó bị tách con nó ra rồi nên nó đã giữ con. Dạ. Thường cái con này như nó cắn kìa. Đó. Cũng nuôi ở đây mà tầm khoảng mà vài trăm con như thế này á, thì cái lợi nhuận hàng năm mà chú Dũng thu nhập về từ cái con do này là bao nhiêu hả chú Dũng ha? Nói chung là như bên mình cũng đã toán rồi, như những cái con cái mỗi một mình tính theo đầu con, mỗi một con cái này một năm thì nó mang về cho mình trên dưới 30 triệu một năm. Là cho mỗi con cái đó ha chú Dũng? Đúng rồi, mỗi con mẹ sinh sản này. Dạ. Có thể là mình trừ cái thức ăn này, trừ những chi phí người chăm sóc cho nó đi. Dạ. Nó mang về cho mình khoảng độ 30 đến 32 triệu trên một năm. Nó có cần chích thuốc gì không hay chú Dũng? Con này thì đặc biệt là con chồn và con này thì khi nó qua 5 tháng tuổi rồi đi, nó được khoảng 5 tháng thứ 6. Dạ. Thì bắt đầu mình chỉ cần trích cho nó một mũi phòng ngừa 7 bệnh ấy. Dạ. Để mình phòng cho nó một mũi duy nhất trong quá trình chăn nuôi thôi. Thế còn cái con thương phẩm thì mình lại không cần phải phòng ngừa bệnh tật đâu. Nhưng mấy con nào mà mình cần đẻ thì mình phải chơi ít thôi. Vậy là mấy cái con mà chú Dũng bán giống ra thì mấy chú Dũng đã trích qua rồi hết trơn ha, là mình mới xuất ra ngoài thị trường hả chú Dũng? Đúng rồi, mình đã trích hết rồi thì mình mới xuất ra ngoài thị trường. Dạ. Ôi, tính ra là nó cũng dễ nuôi như con chồn vậy các bạn, mà thu nhập nó lại thì cũng rất là cao ha. Cứ mỗi con như thế này thì nó sẽ là mang lợi nhuận tầm khoảng là 30 triệu nếu mà mình nuôi nó đúng quy trình. Ủa, như một cái con này nó có giống cái con chồn con cái là một cái con đực nó phối được 3-4 con cái không hả chú Dũng? Nói chung như ở trang trại mình quen rồi thì có thể là một con đực mình phối được 3 đến 4 con cái. Dạ. Còn nếu mà người mới nuôi thì còn chưa quen thì mình nên chỉ một đực khoảng 2 con cái là vừa. Dạ. Đó là dành cho người mới nuôi. Dạ. Thì nó có hai cái cách làm chuồng, ví dụ làm cái ô chuồng như thế này là người mới nuôi thì nó dễ này. Dạ. Khi mình chỉ cần tách ra như thế này, mình dỡ lên ha. Khi nó đi giống cho con cái con đực nó qua nhau là mình cho nó phối giống, hoặc là nó có cái chuồng tập trung như ở bên ngoài kia mình đang có sẵn những cái ô chuồng. Con thấy cái chuồng này nó làm nó tiện lợi này chứ mình chỉ cần dỡ lên cái mình khỏi cần bắt nó bỏ qua hay là mình không cần phải bắt, không bắt công, mình chỉ cần này xong. Dạ. Khi nó đã được giống rồi thì mình hạ nó xuống. Dạ. Cho nó về mỗi con một ô chuồng. Dạ. Vậy là nó không có quýnh lộn đâu ha. Ô, nó cắn rồi chú Dũng ơi. Nó cắn. Sợ chứ thực ra nó không thò ra được. Dạ, đó. Nó lóc chóc ghê ta, như con khỉ vậy trời. Ông nội này. Nè. Ồ, mày ngờ không? Mày ngờ như con chó vậy. Đó thì nãy giờ thì chú Dũng ông chia sẻ những cái kinh nghiệm với thêm cái nơi cách trang trại nuôi chồn nè, ổ lồng nuôi con giòn nè các bạn coi nè ha. Thì cái chuồng trại của chú Dũng làm nó cũng rất là gọn các bạn. Chỉ là mấy cái lưới và mấy cái sắt nó nhỏ gọn thôi. Nhưng mà nó rất là tiện lợi là mình dỡ cái viên gạch lên thì nó sẽ đi qua đi lại. Nó ưu điểm là mình chỉ cần mua cái sắt vuông 5 hoặc vuông 4. Dạ. Nó khổ ngang này của nó là 1 mét này. Dạ. Còn cái chiều cao này mình làm khoảng 48 50 phân, cao từ mặt đất lên là 1 mét. Ở bên trong là mình phải lót một miếng gạch như thế này để cho nó nằm hả chú Dũng? Nó và chủ yếu là cái thức ăn khi cái quả chuối của mình cho vào nó rơi xuống đất. Đúng rồi, nó không có bị rớt đúng không? Còn cái vấn đề mà nó lọt chân xuống đây thì nó không có ảnh hưởng gì tới nó đi, nó khắc tự nó đi được, không vấn đề gì hết. Không có ảnh hưởng gì da thịt của nó ha. Đúng rồi. Để các bạn. À, ở đây thì chú Dũng có dán những cái khu hết trơn để mà phân biệt ra. C3 C4 để mà phân biệt cái da phả của nó ra, bạn không cho nó chung vô trong cái chùng huyết sinh sản. Mấy con này thì khi mà nó mang thai là tầm khoảng bao lâu nữa nó mới đẻ hả ta? Con giòn này khi nó được giống rồi thì con này nó lại mang bầu dài hơn cái con chồn là 1 tháng. Con này nó trên 90 ngày, từ 90 đến 95 ngày nó mới vào sinh sản. Dạ, ủa con này cột tai luôn hả vậy trời? Nó cái tai ấy thì nó lại không ảnh hưởng gì đến vấn đề sinh sản. Dạ. Như kiểu cái con lợn nái mình ngày trước. Dạ. Nó cứ đẻ tốt là mình làm giống thôi chứ nó không ảnh hưởng về cái hình thức. Dạ, dương quá này các bạn. Cô Long nằm cái bên. Dương quá. Đó là quýnh lộn với ai đâu, cùng tay luôn. Khi mà nó giao phối xong rồi mà mình không bắt ra nó có cắn không ta? Nó kiểu như là con đực với con cái nó quýnh lộn với nhau đó chú Dũng. Tức là khi nó giao phối mà nó đã được rồi, mà con cái đòi thì có thể là nó nằm riêng nha, nó không cho nằm quấn vào nhau thôi. Chứ thực ra con này thì nó lại không quánh nhau. Nó không có cắn giống như cái con chồn ha. Không. Có cái con chồn hương thì khi được vào rồi thì nó mới cắn nhau. Dạ. Còn con chồn mốc và con giòn này thì nó lại không cắn mà nó chỉ nằm tách riêng ra nhau ra thôi. Dạ, kìa. Đây nó kìa. Ban ngày thì nó ngủ mà ban đêm nó thức nó quậy nha các bạn. Bên đây này dương quá, hai bên đây nữa nè. Nó dương quá mà hay lắm các bạn, gió công cao lắm ha. Tính ra lợi nhuận của con này cao khủng khiếp thiệt chứ. Khi mình đi ra ngoài mình tham quan những trang trại như thế này mới biết được là cái giá trị các bạn. Đây kìa chú Dũng cho nó ăn kìa. Ô, nó gấp nguyên cục đi luôn. Bà mẹ nó tham kìa. Kìa. Chú Dũng cầm lại, chú Dũng đừng cho lấy, chú Dũng cả cho nó cắn. Trời. Nó giật nhanh, tay nó trơn. Nó lấy luôn rồi. À, nó ăn chuối không vậy hả chú Dũng? Đấy, buổi sáng thì mình chăn cho nó mỗi con giòn này chỉ khoảng 1 đến 2 quả thôi. Dạ. Mình không cần cho ăn nhiều. Ồ, nó phùng ra kìa. Nó phùng ra như con nhím. Nó dành đó ha. Nó dành đâu ăn. Rồi con kia nó ôm mình ơi, nó ăn bên kia rồi kìa. Đây đi qua đây cho các bạn coi nè, nó ăn bên này nè. Đó, nó ăn kìa, nó cầm kìa. Nó cầm kìa, cạp kìa. Ăn hết trái chuối luôn ta. Một buổi ăn của nó là 1 trái không chú Dũng? Nó ăn cả trái, chứ có cái con giòn này thì riêng quả chuối này nếu mình cẩn thận thì mình bóc Có thể mình không cần bóc nó vẫn ăn đây này. Mình để nguyên vỏ nó vẫn lột ra luôn hả gì? Hay là nó ăn luôn cái vỏ? Đấy, nó biết lột vỏ nó ăn. Nó biết lột vỏ luôn ha. Đâu để con coi thử coi nó lột vỏ rồi ta. Kìa nó cầm rồi, nó cầm rồi. Bên đây này. Rồi nó lấy cái luôn rồi. Đây này, con bên này đang lột. Kìa nó lột kìa. Rồi của mày lấy luôn rồi, nó nhanh dữ rồi trời. Nó lột nhằng cái con don thì mình con của chuối mình không cần phải bóc. Ôi nó thông minh ghê ta. Nó không có ăn cái vỏ ha chú Dũng ha. Không, cái vỏ nó ăn, con này nó khôn, nó tự biết bóc vỏ nó. Dạ. Này mình xiên đi, mình lột vỏ mà mình làm biến thôi à. Cái con này là mà cái lượng ăn của nó thì là cái chế độ ăn của nó là mình ăn cho nó ăn là một ngày là khoảng bao nhiêu ha chú Dũng ha? Con giòn này thì nó ăn một ngày, ví dụ buổi sáng thì mình chăn cho nó 2 quả chuối luôn. Dạ, còn buổi chiều chú? Buổi chiều thì chăn cho nó nửa cái chén cháo. À, sáng ăn chuối, chiều ăn cháo ha. Đúng rồi. Rồi buổi tối thì khỏi ha, một ngày chỉ cần bao nhiêu đó thôi hả chú Dũng? Đúng rồi, đúng rồi. Ồ, nó lột nhanh thì ghê ta. Như con cấu trúc vậy nó lột cái ấy. Ồ, mày thành tinh rồi chứ không phải con giòn nữa rồi. Nó ăn kìa trời ơi. Ngon lành dữ người ta. Đây này, chú Dũng bỏ vào nữa ta thôi. Ồ, bên này nó ăn hết nữa rồi nè. Con này ăn hết rồi, nó chưa bỏ. Dạ. 10 con như 10 luôn các bạn, nó chỉ ăn ở trong không, nó bỏ vỏ. Ủa là mấy cái khác thì nó có lọc vỏ không chú Dũng, như là mấy cái trái khác á? Chỉ có mỗi trái chuối thì nó lột được vỏ thôi, còn những con khác bí thì nó ăn hết cả vỏ luôn mà. Dạ. Cái con này mà thanh long mà nó bỏ hạt, nó ăn nó bỏ hộp nữa đây lại luôn. Ở trên nó cào cái chén mà cỡ này luôn hả chú Dũng? Nó đói. Rồi. Nói chung thì nãy giờ thì cũng cho mọi người cùng xem sơ lược hết một khu nuôi giòn của chú Dũng rồi ha. Với kinh nghiệm nãy giờ chú Dũng chia sẻ cho mọi người cùng nghe đó, thì mọi người nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cái số điện thoại mình sẽ để trên màn hình. Gặp ngay chú Dũng thì chú Dũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm. Với thêm cái là mọi người có cần mua con giống hay là con thịt gì đó, dưới là đầu ga như thế nào thì cứ liên hệ trực tiếp cho chú Dũng. Thì chắc có lẽ thì cái video của mình cũng xin tạm dừng tại đây ha. Thì hẹn các bạn ở những clip sau ha. Xin chào và hẹn gặp lại.